Cây khế luôn là biểu tượng của sự sung túc, no ấm trong gia đình các bạn nhé. Chính vì vậy mà ngày xưa người ta nói là quê hương là chùm khế ngọt. Ở trong mỗi gia đình thì thường là trồng một cái cây khế ngọt ở trước sân vườn. Nếu mà bạn nào mà chưa có cây khế ngọt ở trong sân vườn thì hãy trồng ngay một cái cây khế ngọt nhé. Đây là những cái cây khế ngọt được trồng ở trong cái bầu vải này. Cây đang rất là khỏe mạnh, cây một thân các bạn nhé. Cây này thì đã có quả rồi, có những cây đã có quả. Đây các bạn quan sát này, Cây này thì đã có quả rồi Nó ra quả theo từng đợt các bạn nhé Đây Quả khế này Đó. Và cái cây này có chiều cao khoảng 1 mét các bạn nhé Từ gốc cho tới ngọn này 2, 4, này, 6, 8, 10 Từ gốc cho tới ngọn Khoảng 1 mét Có cây thì trên 1 mét Ở đây thì nhà vườn nhà mình thì có cả Khế ngọt lẫn khế chua Hiện nay thì cũng có rất là nhiều bạn Thích cái loại khế chua Tại vì thường để dùng nấu canh, khế chua thì ít hơn khế ngọt nhé. Và làm một số các loại gia vị ở trong chế biến thức ăn.